Đội quân hùng mạnh và được người dân ủng hộ nhất trên thế giới, họ là ai? Đúng rồi, đó chính là quân cách mạng của Dragon, những người mà ngày đêm miệt mài cố gắng lật đổ chính quyền thế giới. Và để quân cách mạng có thể lớn mạnh được như ngày hôm nay thì chính là nhờ vào sự chỉ huy và dẫn dắt tài tình của những nhà lãnh đạo trong đoàn quân, những người cực kỳ tài giỏi đã chiến đấu và bảo vệ người dân khỏi cái xấu. Và những người đứng đầu của quân cách mạng bao gồm những ai? Chào mừng các bạn đến với Top Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với những chỉ huy quân cách mạng của Dragon nhé. Lindbergh. Hãy bắt đầu với đội trưởng quân đàn phía nam của quân cách mạng, chỉ huy Lindbergh, nhưng thường được gọi là Lin, nhà phát minh chồn mèo, chỉ cao 3 mét bẻ đôi nhưng đủ khí chất và sức mạnh để trở thành một trong những bộ mặt đại diện trong hàng ngũ của quân cách mạng. Và vì bản thân là một miên nên chắc chắn là không cần phải bàn cãi về sức mạnh thể chất của ông chồn chỉ huy này rồi. Và tất nhiên là với một chiến binh hùng mạnh như vậy thì việc hóa thành xù lòng đối với Lin là hoàn toàn có thể, mình đoán là thế. Vì có vẻ như thế mạnh của Lin không phải là rút kiếm ra hay bay vào cào nát mặt kẻ địch, mà chuyên gia của ông chính là phát minh ra những thứ cực kỳ xịn sò mà một kẻ có tay nghề sáng chế cao như ông có thể chế tạo ra. Và đó, bạn để ý thì trên người của Lin nhìn đâu cũng thấy máy móc đủ loại, các loại vũ khí xịn sò, sử dụng công nghệ cực kỳ tiên tiến trong chiến đấu, giúp cho ông có thể dễ dàng triệt hạ bất kỳ cái địch nào dám đối đầu với đội trưởng quân đoàn phía nam. Và loại vũ khí đặc biệt nhất cũng như là thứ mà Lin thường sử dụng chính là cây súng Cool Shooter, có thể bắn ra những viên đạn đặc biệt, có thể khiến bất kỳ cái nào đóng băng ngay lập tức. Và sở hữu một đống phát minh, vũ khí đáng sợ như vậy nên việc hóa su lông rồi bay vào khu máu với kẻ địch chắc chắn là không cần thiết. Tuy nhiên không ai có thể bỏ được hết bản năng của một giống loài cả. Và mặc dù là một xạ thủ chuyên đánh tầm xa, nhưng Lin vẫn có thể sử dụng được các loại haki cơ bản và đủ để solo đấm nhau tay đôi với kẻ địch trong những tình thế cần thiết đấy nhé. Cái này là do mình đoán về thôi, chứ thiệt ra là ổng chưa thể hiện nhiều lắm trong chuyện, nên thành ra là chúng ta cũng phải chờ xem tài năng đánh nhau tay đôi của Lin máu lửa như thế nào mà thôi. Molly. Nếu các bạn nghĩ đây là đàn ông thì không, đây là phụ nữ, hay nói đúng hơn là một Okama, một LGBT hùng mạnh, sở hữu sức mạnh cực kỳ hùng mạnh vì bà vừa là một người khổng lồ mà lại còn có sức mạnh của trác quỷ nữa, nhưng trông cục xúc và đáng sợ vậy thôi. Nhưng đội trưởng quân đoàn phía Tây lại cực kỳ lịch sự và thân thiện đấy nhé, nhưng mà bị bả đánh trúng thì vẫn đau đó nha. Là một người khổng lồ nên Molly về cơ bản là khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều, sở hữu sức mạnh thể chất có thể nói là hơn hẳn Lindbergh lúc này rất nhiều. Kết hợp với sức mạnh của trác quỷ của mình, với thân hình to lớn, vì là một người khổng lồ nên Molly có thể hack được rất nhiều về năng lực của sức mạnh đó. Vì thay vì chỉ tác động lên một phần nhỏ dưới mặt đất nếu như Molly là người bình thường, nhưng vì bà có cơ thể to lớn nên thành ra là có thể khiến cho cả một vùng đất bị tác động luôn. Một năng lực cực kỳ khó chịu và cực kỳ tiện lợi trong việc phá rối đội hình của kẻ địch. Và hơn ai hết, trong các chỉ huy, Molly chính là người sống lâu nhất trong hàng ngũ của quân cách mạng vì bà là một người khổng lồ. Hơn 100 năm trước, khi Molly còn là một cướp biển, bà đã bị bắt giam tại Impel Down và đã dùng sức mạnh trác quỷ của mình để thoát khỏi đó. Nên không phải chỉ có Siki hay Luffy mà Molly mới chính là người đầu tiên trốn ra được khỏi nhà tù này mà không một ai hay biết. Và tình cờ, việc vượt ngục đó mà Molly đã tạo ra được tầng 5.5 của ngục Impel Down hay New Kama sau này. Rồi sau khi trốn khỏi ngục thì bà mới gia nhập vào quân cách mạng và trở thành chỉ huy trưởng phía Tây. Không biết mục đích gia nhập vào quân cách mạng của Molly là gì, nhưng có vẻ như bà rất là nhiệt huyết và nghiêm túc với lý tưởng hiện tại khi tham gia vào quân cách mạng của mình đấy nhỉ. Belo Petty. Không phải bất kỳ ai trong quân cách mạng cũng đều thương dân và tử tế với người khác, và chắc chắn là ai khác chứ không phải Belo Petty. Là chỉ huy quân đội phía Đông, một người có chức quyền cực kỳ cao trong hàng ngũ cách mạng, nhưng tính cách của Belo lại không giống như người đang giải phóng thế giới, lật đổ chính quyền để giải cứu người dân. Thay vì nhẹ nhàng dạy dỗ và hướng người dân đến với ánh sáng chân lý của quân cách mạng, thì Petty lại chọn cách buông ra những lời lẽ nghe như đấm vào tai người khác, cực kỳ thô lỗ, với hàng đống câu từ mang tính xúc phạm và ám chỉ những người bả đang cứu như những kẻ hèn hạ, không xứng đáng được yêu thương. Tuy nhiên, mọi người đều có một lý do đặc biệt cho hành động của mình. Mặc dù si vả người khác như con, nhưng trên hết, lý do mà câu từ của Belly nghe như đấm vào tai như thế là hoàn toàn để bà kiếm thêm nhân lực và thành viên cho quân đoàn cách mạng của mình mà thôi. Bằng lời lẽ thô lỗ và xúc phạm như thế, Petty có thể dễ dàng lọc ra được những kẻ hèn nhát có tính tự ái cao ra khỏi quân đoàn của mình. Và những người ở lại đều là những chiến binh có tinh thần chiến đấu cực kỳ mãnh liệt. Và một đội quân lật đổ chế độ hạ khắc của chính quyền thế giới hiện tại rất cần những con người đó thay vì mấy đứa hèn nhát tự ái kia. Và thật may là cũng nhờ cái trác quỷ của mình mà kế hoạch đó của Petty đi đến đâu cũng thu được thêm thành viên về cho quân cách mạng. Cứ mỗi lần giúp ai đó là quân cách mạng lại có thêm nhân lực và thành viên cho họ. Tất cả đều nhờ vào tài ăn nói và lãnh đạo tuyệt vời của người phụ nữ quyến rũ, trẻ đẹp nhất của quần cách mạng này. Nhưng tất nhiên là để có thể đứng được ở vị trí này thì cũng phải cần có sức mạnh để người khác tôn trọng nữa. Và nói về sức mạnh thì Betty chắc chắn là cũng không thua kém bất kỳ ai đâu đấy nhé. Thử đến gần xem có bị bà lấy cục cờ cấm vào điếc hay không thì biết. Bí mật cho các bạn biết là Betty có thể sử dụng được haki vũ trang đấy nhé. Karasu. Có vẻ như quân cách mạng là một tổ chức phi chính phủ hoạt động dưới sự kiểm soát của một con rồng, nên thành ra là bất kỳ ai có đủ khả năng và đam mê cũng đều được công nhận, không ai bị phân biệt đối xử hết. Và Karasu chính là một ví dụ. Nhìn ổng có khác gì trùm tội phạm thế giới hay đứng đầu băng đảng nào đó không? Nếu bảo Karasu là một dân chơi buôn lậu hay trùm mafia thì nghe còn hợp lý, chứ ai lại nghĩ rằng ổng lại là chỉ huy của quân đoàn phía Bắc, một đội quân cách mạng chống lại chính phủ và thay đổi thế giới đâu. Và với cái vẻ ngoài đó thì chắc cũng chả ai ngờ được rằng Karasu là một người cực kỳ xem trọng danh dự của người khác và rất nhạy cảm với mấy đứa hay bắt nạt kẻ yếu hay ai đó cảm thấy khó chịu với tiếng lầm bầm của ổng. Nhưng dù như thế thì quy chung lại, Karasu vẫn là một con người tốt, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của mình. Điểm đặc biệt nhất của Karasu chính là năng lực trá quỷ của ông. Một trá quỷ bí ẩn mang lại cho Karasu khả năng ảo thuật của Itachi, nhưng thay vì là ảo ảnh trong mắt người khác thì Karasu là người thật. Cụ thể là ông có thể biến đổi bất kỳ bộ phận trên cơ thể nào của mình thành bậy quạ. Nghe thì có phần hơi giống trái Logia, chỉ có điều nó không phải là một nguyên tố mà là sinh vật sống. Quá là thú vị đúng không? Và những con quạ này đều có thể hoạt động một cách độc lập và có đủ khả năng để mổ lũng đầu bất kỳ kẻ nào bị chúng hướng đến mà không cần đến Karasu điều khiển. Tất nhiên là ổng cũng phải khai lệnh cho tụi nó trước, nhưng chắc các bạn hiểu ý mình mà đúng không? Và ngoài ra, các bạn cũng có thể thấy là bất kỳ chỗ nào mà bầy quạ tập hợp lại thì nơi đó sẽ có Karasu. Vậy nên, nhìn nó không khác gì sức mạnh của một trái Logia cả. Tuy nhiên, không những được dùng trong chiến đấu, mà quạ của Karasu còn được ổng dùng để làm nhiều việc khác, chẳng hạn như vận chuyển ai đó trên lưng hay giao báo chẳng hạn. Và chắc chắn là không chỉ có nhiều đó thôi đâu đúng không? Ivankov. Đến với thành viên của quân cách mạng Okama tiếp theo, đội trưởng của đội G. G là gì? Là gà hả? À không, G là viết tắt cho Renlai hay Đại Hải Trình. Một con người trông khá là ba chấm, nhưng lại là một trong những người được Dragon hết mực tin tưởng, vì Ivan chính là một trong những thành viên cộm cán và đầu tiên của quân cách mạng. Bởi thế nên có thể nói chức quyền của Ivan trong quân cách mạng cũng khá là cao. Và hiện tại thì vương quốc Mamabaka của ổng trên đảo Momoiro đang là trụ sở tạm thời của quân cách mạng, sau khi họ đã bị Jesus Burgess bám đuôi và phát hiện ra tại phần phim Red Rosa. Nhưng may mắn là chẳng có ai bị ảnh hưởng gì cả. Và trong phim, chúng ta chưa được thấy Ivan sát cánh chiến đấu cùng với những thành viên quân cách mạng của mình, mà chỉ mới được thấy ổng đồng hành cùng con trai của Dragon là Luffy mà thôi. Và việc Ivan mạo hiểm cả mạng sống của mình và cố gắng hết sức để giúp đỡ Luffy trên hành trình giải cứu Ace của cậu cũng đủ để cho chúng ta có thể thấy rằng Ivan trung thành tới mức nào với quân cách mạng. Và thông qua đó là sức mạnh đáng sợ của ổng cũng chẳng phải dạng vừa. Tất cả những gì còn lại mà chúng ta chờ đợi chắc là việc ổng sát cánh chiến đấu cùng quân cách mạng của Ivan mà thôi đúng không? Kuma. Đến hiện tại thì có lẽ vai trò của Kuma trong hàng ngũ quân cách mạng chính là thứ bí ẩn nhất mà chúng ta không được biết. Vì mới kịp biết ổng là người của quân cách mạng thôi, thì vài chapter sau là Kuma đã phải đi bằng hai tay và để một con rồng cưỡi lên lưng rồi. Nhưng khá là chắc kèo, vai trò của Kuma trong quân cách mạng không hề nhỏ. Vì trong mọi khung cảnh mà các nhà lãnh đạo quân cách mạng tập hợp, chúng ta đều được thấy Kuma đứng cùng Dragon và Ivan. Hệt như họ là những người cực kỳ thân thiết và tin tưởng nhau vậy. Vả lại, chẳng ai lại cử một người không đủ bản lĩnh và khả năng thâm nhập vào địa phận của kẻ địch như thế cả. Lạng quạng bị phản bội là toàn cả lũ. Thế nên mình nghĩ vai trò của Kuma trong hàng ngũ quân cách mạng là rất lớn, có thể sánh ngang với những người đứng đầu và cực kỳ được tin tưởng thì mới có thể được giao cho nhiệm vụ thâm nhập vào địa phận của kẻ địch như thế này. Và về sức mạnh của Kuma là gì thì chúng ta cũng đã biết quá rõ rồi. Thứ duy nhất bí ẩn về ông vẫn khiến cho người xem cảm thấy khó hiểu và thắc mắc chắc chắn chỉ có thể là vai trò của Kuma trong đội quân này mà thôi. Sabo. Sau khi đọc được cáo phỏ giật tích cầu view mà Bogan vừa đăng trên báo cách đây vài tuần cho One Piece thì chắc ai ai cũng đặt ra một dấu chấm than cực kỳ lớn và cực kỳ mãnh liệt cho tham mưu trưởng của quân cách mạng rồi đúng không? Liệu Sabo đã chết hay là chưa? Nếu không sao thì là quá tốt, nhưng nếu đã chết rồi thì đó đúng là một cú sốc cực kỳ lớn đối với hàng ngũ quân cách mạng nói chung và gia đình nhà Monkey nói riêng. Đúng vậy, kể cả Garp cũng đã từng có vài kỷ niệm với tình nhóc này mà. Được Dragon cưu mang từ khi còn nhỏ và sau ngần ấy nằm hoạt động dưới mái nhà của quân đoàn cách mạng, Sabo đã dần khôn lớn và thật may là đoàn quân cách mạng này cũng ghét quý tộc và chính phủ giống như cậu vậy. Chí lỡn gặp nhau và Sabo càng ngày càng được người lãnh đạo trọng dụng và tin tưởng, tới mức cậu dần trở thành cánh tay phải đắc lực và là tham mưu trưởng số 1 của quân cách mạng. Để cho các bạn chưa biết thì tham mưu trưởng là người sẽ chỉ đạo sự phát triển của quân đội và các hoạt động quân sự. Nói cách khác, vai trò của Sabo trong hàng ngũ quân cách mạng chính là tăng thêm sức mạnh cho đoàn quân thông qua việc quản lý các bài huấn luyện và nâng cao tiềm năng của quân đội của họ. Và không những thế, Sabo còn có vai trò xây dựng chiến lược, bày ra các kế hoạch khả thi và đôi khi là thay thế Dragon chỉ đạo toàn quân đội nữa. Và như các bạn đã thấy, thì một người có chức lớn như thế mà phải bỏ mạng thì đúng là mất mát lớn cho quân cách mạng rồi còn gì. Dragon. Và cuối cùng là nhà lãnh đạo tài tình của quân cách mạng. Chỉ cần một vài lời nói là có thể thao túng và thu thập trái tim của bất kỳ kẻ nào. Tất nhiên là ngoại trừ kẻ thù hay mấy đứa bị ấu trĩ, mà cũng phải công nhận là ông giỏi thật. Và thiệt là giỏi như thế thì mới có thể đứng đầu lãnh đạo có một đội quân toàn là những người tài như thế chứ đúng không? Kẻ được gọi là tội phạm truy nã nguy hiểm nhất thế giới, người đã từng giải phóng rất nhiều vùng đất khỏi cảnh nô lệ và làm than, được các con dân cực khổ trên khắp thế giới tôn sùng như một vị thánh, và nổi tiếng tới mức con trai ổng chẳng biết tí gì về cha của mình. Cũng phải thôi, vì ngay từ khi Dragon vớt được Sabo lên bờ thì Monkey D Luffy chắc chỉ còn là những hồi ký trong trí nhớ. Nhưng không sao, trong phim chúng ta vẫn có thể nhìn thấy một vài chi tiết thú vị của cha con nhà này. Và thậm chí là Dragon còn từng cứu Luffy nhiều phen mém chết nữa cơ. Và thật sự mà nói thì chắc chắn là ai cũng mong muốn một màn tái ngộ và hợp tác giữa hai cha con nhà này để lật đổ hoàn toàn chính quyền thế giới trong tương lai rồi đúng không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.